kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dù đã có con, nhưng Lê Thị Kim Ánh, 26 tuổi, ở phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, lại suốt ngày ăn chơi, cặp kè với tình nhân trẻ. Để rồi trong một lần nổi nóng, ả à ta đã kết liễu tình nhân ngay trong cuộc nhậu, khiến ai nấy đều bàng hoàng, sửng sốt. Để biết được rõ diễn biến cụ thể của vụ việc này như thế nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vụ án ngay sau đây. Chị Lê Thị Kim Ánh, tên thường gọi là Na, bé đen, 26 tuổi, tạm trú tại khu nhà trọ 9 trên 23 trên 131, đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã chia tay chồng hờ, nuôi con nhỏ 2 tuổi, nhưng sống rất đầy đủ vật chất, tiêu xài thoải mái, nhờ viện trợ của một tình già là Việt Kiều Mỹ. Đêm ngày 10 tháng 3, Na nhậu với một số người bạn. Sau đó, vì mâu thuẫn nhỏ mà đã dùng dao xiên một nhát vào tim người tình trẻ là anh Nguyễn Văn Phụng, tên thường gọi là Ron, 24 tuổi, ngụ tại Kiệt 44, đường Lê Ngô Cát, thành phố Huế, làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Khoảng 22 giờ ngày 10 tháng 8, người dân Kiệt 131 đường Trần Phú giật thót mình khi nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà trọ của chị Ánh. Có mặt ở phòng trọ của Ánh, nhiều người dân thấy la liệt vỏ lon bia, trái cây, các món mồi nhậu và cạnh tấm nệm là một thanh niên nằm cục xuống. Trước đó lúc 19 giờ ngày 10 tháng 8, anh Phụng gọi một số người bạn của mình tới phòng trọ cuốn Na để ăn nhậu. Ngoài Na và Phụng, tham gia cuộc nhậu còn có Nguyễn Quốc Anh 19 tuổi, ngụ số 6 trên 13, Ưng Bình, thành phố Huế. Lương Hoàng Vũ 20 tuổi, ngụ số 1 trên 128, Phan Chu Trinh, thành phố Huế. Nguyễn Hải Nhật Minh 22 tuổi, ngụ phương Thủy Biều, thành phố Huế. Huỳnh Lê Tuấn Long 21 tuổi, ngụ 17, Ngô Gia Tự, thành phố Huế. Nguyễn Thị Xuân Ly, 35 tuổi, Ngụ Kiệt 131, Trần Phú, thành phố Huế. Cùng nhậu còn có Bình, 23 tuổi, Ngụ Vĩ Dạ, về nhà trước và thêm hai người bạn khác của Phụng tới sau. Lương Hoàng Vũ và Huỳnh Lê Tấn Long là những người có mặt tại cuộc nhậu, kể lại sự việc như sau. Chị Na và anh Phụng yêu nhau được hơn một tháng nay, còn bọn em đều là bạn cùng hội của nhau. Mọi người đều lần thứ hai lên trọ của chị để nhậu. Hôm đó là ngày rằm tháng 7 lễ Vu Lan, trời vừa mới tối là anh Phụng đã gọi rồi. Lên tới nơi, chị Na vui vẻ tiếp đón, chị chi toàn bộ tiền mua bia và mồi. Trong lúc người nhậu đã xảy ra lời qua tiếng lại giữa hai người đó, chị Na liên tục đánh anh Phụng, có lúc lên ngực, có lúc lại bạt tay. Thậm chí, chị ta còn đội nắp cồn nồi lầu vào nhưng anh Phụng không hề chống cự. Chỉ cần anh Phụng xưng hô là tao mi thì cô gái nào có điện thoại nhắn tin hay anh Phụng nói một ý gì đó, phật ý với chị Na là đều bị đánh hết. Đợt nhậu trước, chị cũng từng đánh anh Na rồi, đến anh Phụng còn than thở là đánh như đánh con, đánh như đánh chó. Rồi không vừa ý là chị vứt điện thoại xuống sông, hôm sau lại mua điện thoại mới cho anh. Đến 22 giờ ngày 10 tháng 8, nhậu hết 48 lon bia Huda, Na kéo Phụng vào một góc phòng, cách chỗ ngồi nhậu khoảng 1 m đe dọa. Ngồi nhậu mà nói chuyện to quá. Anh Phụng đã có lời xin lỗi, nhưng Na vẫn tát vào mặt Phụng hai cái. Chắc do đau quá và xấu hổ với mọi người nên chàng trai đứng dậy chỉ vào những người bạn em của mình rồi nói 1, 2, 3, 4, 5, 6, đừng nhậu nữa, ra về thôi. Mọi người chuẩn bị rất xe đi thì Phụng bất ngờ quay lại chạy vào trong, chạy đến gần chỗ Na đang ngồi, cúi xuống vừa nói vừa hành động. Hôn người yêu một cái trước khi ra về, rồi nói nhỏ thêm một câu gì đó, theo các nhân chứng hình như là câu muốn chia tay. Ngay lập tức, Na rút con dao Thái Lan vừa gọt trái cây để ở góc phòng, xiên một nhát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhưng không qua khỏi. Theo kết luận của cơ quan pháp y, nạn nhân ra đi do nhiều vết thương. Sau khi được đưa về cơ quan công an, Na khai báo quanh co chối tội. Cho rằng do rằng co nên Phụng mới bị trúng mũi dao chứ không hề có chuyện đâm chém. Nhưng trước lời khai của các nhân chứng và kết luận của cơ quan pháp y, cuối cùng Nga phải thừa nhận đã ra tay sát hại anh Phụng một người em đời của nga kể lại chị là người rất giàu tình cảm tiêu tiền rất thoáng nhưng ngày nào trong người cũng có mùi men hết chị uống rất khó say nhưng say lên là quay chị nhận được tiền trợ cấp của người yêu là một ông việt kiều già rất nhiều tiền chị kể rằng tháng được cho gần cả trăm triệu sau đó chị đi cho vay nặng lãi ở chợ một ngày chị đánh đề tới hai triệu đồng ăn nhậu ở đâu thì đều một mình bao chi tiền hết nhậu xong còn đi sàn đêm đi chơi hết năm triệu bạc là chuyện bình thường các quán bar hoặc sàn ở Huế, hình như những người phục vụ đều biết chị Na hết vì chị ta hay cho tiền các nhân viên. Chị ấy có lối sống khoách trương, muốn người khác phải kính nể mình. Có một đặc điểm bất thường là Na rất thích cặp kè với trai tơ nhỏ tuổi hơn mình. Muốn lọt vào mắt xanh của Na thì các thanh niên phải khỏe mạnh và đẹp trai. Những đứa này, chị Na cho ăn nhậu, cho tiền tiêu nhưng phải phục tùng chị. Em quen chị ấy được 5 tháng. Thấy chị ấy đã vui vẻ cùng với 5 người, chán chê là bỏ những anh này cũng như anh phụng bị đánh là chuyện thường chị ta cũng từng vác dao rượt những người tình trẻ khác thời gian này ngoài cặp với phụng thì chị còn cặp với một thanh niên khác ở dưới suối voi phú lộc đang làm nghề pha chế rượu chị bị bệnh u nang nhưng chuyện chăn gối có lẽ vẫn tốt lắm người thanh niên ở phú lộc nếu bị đánh thì nói lại hoặc bỏ chạy nhưng anh phụng thì không cứ ngồi vậy đôi lúc còn chỉ vào mặt vào bụng của mình nói đánh đi một bạn nhậu của na thuật lại người bạn này lắc đầu ngao ngán nói tóm lại những thanh niên trẻ này mê chị na vì đồng tiền cũng như là chị ta vẫn có sắc đẹp nên dù có bị đánh thì cũng vui vẻ chấp nhận thậm chí một đêm chị ngủ với một người nhưng người kia không được ghen tuông mà đành chờ đêm khác người dân khu vực nơi na ở trọ thời điểm xảy ra vụ việc cũng không mấy bất ngờ khi thấy ồn ào ở phía nhà trọ của na lâu nay na hay tụ tập ăn nhậu như vậy Chị Lê Thị Lý là chủ nhà trọ cho biết, Na đã thuê phòng ở được 3 tháng nay, cô ta tiêu xài rất sang trọng, phòng trọ còn bắt thêm máy lạnh nên tiền điện còn hơn cả tiền trọ nữa. Ngoài ra, cô còn thường xuyên tụ tập bạn bè là những thanh niên lạ mặt hay tổ chức tới ăn nhậu. Na rất dữ dằn, luôn ở thế bề trên đối với đám thanh thiếu niên này. Những đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định hay la cá lêu lồng. Cô ta sống buông thả trong chuyện tình cảm, có quan hệ phức tạp và nhiều tình nhân. Na sinh ra trong một gia đình có hai chị em gái, cha mẹ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên đã chia tay nhau khi cô còn là một đứa bé. Cách đây 15 năm, mẹ Na đi thêm bước nữa. Sau đó người cha vì bệnh tật đã qua đời. Mẹ cùng với cha Dượng sinh thêm hai đứa con chung nên cuộc sống vô cùng vất vả, Na phải mưu sinh đủ nghề. Cách đây 8 năm, Na vào thành phố Hồ Chí Minh để học và làm nghề cắt tóc luôn ở đó. Ông Đặng Hồng Ngự, 48 tuổi, là cha Dượng của Na than thở. Con Na à, tuy không phải là máu mủ của tôi, nhưng tôi thương nó như con gái ruột của mình. Cách đây 7 năm, lúc đó, nó ở thành phố Hồ Chí Minh có quen một Việt Kiều ở Mỹ, hiện năm 8 tuổi, người quê gốc ở thành phố Hồ Chí Minh, sinh sống ở Mỹ từ lúc 8 tuổi. Ông này tuy đã già, nhưng vẫn trẻ trung phong độ lắm. Con Na à, nó có đưa ông về nhà thăm vợ chồng tôi hai lần. Mỗi lần về thì ông cho vợ chồng tôi 1.000 đô la Mỹ để lo cơm nước. Có một lần ông về, vợ chồng tôi đang đập móng xây dựng một căn nhà cấp 4. Thế mà con Na nó có giúp gì đâu. Ông cho nó đi du lịch từ Thái Lan, Singapore và nhiều nơi khác. Nó sống sung sướng nhờ tiền viện trợ của ông. Mới đây, khi sinh nhật con gái của Na, ông cũng gửi về cho cả trăm triệu đồng, nhưng nó không giúp gì cho gia đình. Tôi chạy xe thổ kiếm từng đồng nuôi em nó ăn học. Mẹ nó thì hàng ngày tảo tần quang cánh bốn bò trước cổng bệnh viện Trung ương Huế. Cuộc sống khó khăn, nó không giúp mà lấy tiền đó nướng vào những cuộc nhậu xuyên đêm, vào sàn nhảy, vũ trường, quán bar. Hơn một năm trời nay, con Na không hề bước chân về nhà nữa. Người cha dượng kể thêm, khi có tiền nhiều, Na về Huế và yêu một thanh niên không nghề nghiệp ở đường Phan Chu Trinh. Thanh niên này chỉ là gã đào mò giỏi. Hai người không hề được cưới hỏi, cũng như đăng ký kết hôn. Na có thai, về ở với chồng hờ hơn một thời gian ngắn rồi chia tay. Kết cục của mối tình này là một cháu bé ra đời, hiện được gần 25 tháng tuổi. Na vì hận tình nhưng lại thương con nên trên cánh tay xăm rất nhiều chữ, tên của con gái là Cát Tường và tên ở nhà là Jenny. Bây giờ nó phải ngồi nhà đá thì vợ chồng tôi nuôi đứa cháu ngoại tội nghiệp này. Thôi thì kể, biết mần răng trừ, con dạy thì cái mang, quyết làm thì cam chịu. Khi có tiền thì ăn chơi chắc táng, lúc vào tù thì gia đình chúng tôi phải lo, nghĩ lại mà đáng lòng. Ngày 12 tháng 8, vợ chồng tôi gom góp được hơn 10 triệu bồi thường cho gia đình bị hại để họ viết đơn bãi nại, nhưng bên đó có nhận đâu. Chắc họ nghĩ vợ chồng tôi được con gái giàu gửi nhiều tiền nên chắc họ cố đòi thêm. Có tiếng mà không có miếng. Tôi mong rằng khi đi tù về thì có lẽ con bé sẽ thay đổi được bản tính, làm lại cuộc đời. Người cha dượng nhìn về phía xa. Bà Lê Thị Hà, 49 tuổi, chua chát tiếp lời chồng. Tôi nhiều lần giận con gái lắm, cũng từng khuyên ông Việt Kiều đừng gửi tiền về nữa, vì gửi bao nhiêu thì nó ăn chơi tiêu xài hết bấy nhiêu thôi. Nhưng ông nói, cứ để cho em nó chơi cho đỡ buồn, bọn con sống xa cách, ít bữa con đem em qua bên Mỹ, thì em nó sẽ sửa đổi tính nét thôi. Dự kiến ngày 15 tháng 8 này, ông ta về thành phố Hồ Chí Minh rồi đem con Na qua đó sống luôn. Con gái tôi cũng đã đặt mua vé máy bay rồi, nhưng sẽ không bao giờ đi được nữa. Ông ấy thu xếp hết mọi chuyện để về, nhưng nghe tin xét đánh trên nên giờ không về Việt Nam nữa, mà có về thì cũng không còn ai. Vụ án đau buồn khép lại, tội ác thì sẽ phải trả giá bằng việc đối mặt với bản án nghiêm minh của pháp luật. Đau đớn hơn hết khi phải bỏ lại cha mẹ già, con thơ và chôn vùi quãng thời gian thanh xuân còn lại ở phía sau song sắt. Tới đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.